như thế này cái thang ngâm vô. Không không, mình đào mình bắt mấy còn mấy chục con mỏ không chứ con chục mẹ mình khó bắt không, nó có đường à, không ngắt hết, không ngắt cái bắt đầu lên của cái nhà đang em đậu lên trên đường trên á, nhưng mà đi thăm thì nè đang mình kiếm cái đầm chuột cái dễ. Bữa nay là em lựa mấy cái đầm hang không, cái nhà cái đầm hang em đặt hôm qua đêm nữa chặn ngay luôn á, tại chỗ trong này cũng có một cái hang. Kìa nha. Kìa. Dám chừng người tối chạy ra rồi vô sắp cái gặp được cuối cùng dám chừng còn chuột trong đó nữa. Cái này phải có cái đèn đào là ngon lắm á. Mà giả thì con chó nó mới được chứ. Chứ nhầm khi mình lên em á cả nhà đào cái bắt đầu nó chạy ra. Kìa đục nước, đục hậu nước luôn á. Đặt cái chân cái miệng heo luôn. Nó còn con. Chắc cái con này nó vô á nó sắp xuống cái mấy con kia nó sợ nó chạy á. Mình mà có con chó dẫn heo là mất được tài tình luôn á. Chuột luôn, cả em đặt biết bao nhiêu cái chuột rồi đó, mà dính, sợ luôn.
vòng vòng á, có nhiều người ta hút chuột cho cái nhà, hút chuột rồi người ta xịt chuột đó, thì càng sợ ăn lúa đồ này kia nè, mà đặt của nó còn dính quá trời dính rồi. Ở vậy cái đùm bữa đó em đặt cái đùm nó khúc này, lúc em đi là em không có đi bằng cái xuồng đâu, em đi bằng bộ cái nhà đặng em lội lên trên đường trên đó, nhưng mà đi thăm thì nè đặng mình kiếm cái đùm chuột cái dễ. Bữa nay là em lựa cái đầm hang không, mà cái nhà cái đầm hang em đặt hôm qua đêm nữa chặn ngay luôn á, tại chỗ chỗ này cũng có một cái hang. Vô hai vợ chồng luôn hay gì không biết nữa nè, hai con luôn nè, cái biển hang quá trời luôn, trời ơi biết còn không nữa, cái hang hết biết cái hang luôn gì được, con ngon nè, bỏ về đặt chứ con ngon một cái lợp này là cái lợp mới rồi đó cả nhà, lợp này lợp em mới làm nè. Bữa nay em đặt nè, đúng ngồi luôn, đúng hướng luôn rồi đó, em đặt cái hang lợp hang nãy giờ đã thấy dính bọt rồi. Cái này là một cặp vợ chồng luôn quá à, chơi hai con mới đây mà tha gom ghét cho hết biển luôn, cái nè ui tha một nồi gom đi luôn, cắn lúa hay gì nè, cắn gẹ tha vô đó. Cơm chứ thịt nó mình ăn nó mềm ngon, ngon hơn con chuột cống gì nè, cái con chuột cống này cho nó bự thiệt, bự mình đặt cái bự mình ham cho mình ăn nó cũng ngon, nó cứng nhắc hả. Còn mấy chuột cơm này thịt nó mềm ha, mình chiên sơ là mình ớt mình nướng gì một cái ngon, dễ ăn hơn chuột cống nha. Một con nữa. Ôi. Nè, một con. Ý con này không được bữa không? Nó là trong cái đầm hang. Con này, con chuột cơm. À, chuột cơm cả nhà ơi, nó không có được bữa không nè, mới qua nay mà tha gác vô hết biết luôn à. Vũ ra bớt đi. Trời gom đi con tha vô nè. Cái mồi ốc này cũng nhẹ dữ. Mánh luôn rồi đấy. Mà con không có được bự không? Con chuột này nó khè hay xảo luôn. Nó khè hoài luôn. Cái này em chứ không. Ôi không dính này. Ê, cái này không dính này. Chăng cái hang luôn mà không dính. Cái này chưa bước. Cái này mình sập xuống cũng cẳng thẳng nè, sập mãi quá là nó cũng sợ đập vô cái tay thấy bà luôn. Bao nhiêu con chuột đây mà nó ra nó cắn lúa một ngày đó. Cứ bộn lúa đó cả nhà. Bắt được con nào mừng con đó. Để nó ăn lúa quá trời luôn á.
bữa nay em bắt hết mấy cái đàn chuột luôn cả nhà. Bắt hết cái đàn chuột trong cái kênh này luôn. Mấy bữa trước em đi cái kênh mấy bên kia kìa. Bên kia dính cũng ít, không có được nhiều như bữa nay dính quá trời luôn. Cái kia 6 cái mẹ. Ừ 6 cái em dính 6 con. Cái nãy dính 2 con luôn, 2 con một lượt luôn. Có một cái một là không dính đâu. Cả nhà theo dõi clip với like đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho em và cả nhà đăng ký.